là Maeve và cô bạn rất nổi tiếng ở trường này. Còn đây là Michelle và cô nàng không nổi tiếng chút nào. Mọi người đang cố làm loạn ở đây. Cô Laurie đang dọn dẹp. Hành lang tạm thời không đi lại. Học sinh sẽ phải tìm đường vòng thôi. Không có ngoại lệ. Nhưng tất cả các quy tắc này chắc chắn không dành cho Mê. Cô nàng là VIP mà. Ủa, là bạn hả? Bạn yêu. Chỉ một giây thôi. Đây là phương tiện di chuyển cá nhân của bạn. Đây là một dịch vụ độc quyền đó nha. Tận hưởng đi. Giữ chặt nào. Michelle sẽ không có phương tiện di chuyển riêng nào cả. Michelle, hãy coi chừng. Nhưng cô bạn lại mơ mộng. Đau quá. Dấu hiệu có ích gì nếu bạn không nhìn thấy chứ. Thật là khó chịu. Trường rất nghiêm khắc về vấn đề an ninh. Có nhân viên bảo vệ và quy định trang phục nghiêm ngặt. Đây là Maeve, VIP. Cho cô nàng vào ngay đi. Và đích thân hộ tống cô gái đến lớp. Mọi người lại quên mất Michelle rồi. Nhưng Maeve đã chợt thấy. Bảo vệ sẽ cầm ví hộ giùm cô. Và cô ấy nhẹ nhõm mà đi. Vì vậy Michelle lại gặp rắc rối. Cửa bị khóa. Nó sẽ không mở. Nhưng mà còn kế hoạch B. Có thể dùng chiếc thang này để đi thẳng lên đúng nơi. Liệu Michelle có bao giờ học cách quan sát bước đi của mình không? Không phải hôm nay. Này, bạn không định lấy ba lô của mình à? Thật không may, bảo vệ chỉ làm việc với VIP thôi. Người ngoài cuộc phải tự thân họ vậy. Lớp học đầu tiên của ngày hôm nay là hình học. Không phải môn học yêu thích của họ. Nhưng Maeve ở đây với điều kiện đặc biệt. Cô bạn đang làm điều mình muốn. Đây là Michelle. Giờ Maeve sẽ trêu đùa vui vẻ một chút. Không bạn yêu, đây là ghế của mình. Bạn nghĩ gì chứ? Mình phát ngán về cô ấy rồi. Nhưng ai thật sự có thể làm điều đó với cô nàng chứ? Ngay cả thầy Martin cũng không làm được. Bạn sẽ phải tìm chiếc ghế khác thôi. Thực tế chiếc hộp này sẽ ổn. Nhưng đồ bằng bìa cứng rất mỏng manh. Đây là cú ngã thứ 10 trong ngày rồi đó. Và lần này thì ngã trước cả lớp. Họ sẽ cười trong một tuần mất. Thật may khi ông Martin có vấn đề thú vị cho họ đây. Ai muốn giải bài này nào? Hôm nay rất nhiều người muốn làm bài. Cái gì? Maeve muốn lên bảng trả lời. Vậy thì lên nào. Học sinh VIP không nên đứng dậy khỏi ghế. Đúng là học sinh giỏi. Nhưng mình cũng biết câu trả lời mà. Xứng đáng được điểm A cộng. Michelle đang cố gắng hết sức để tập thể dục. Nhưng nó không xảy ra. Cô bạn không giỏi vận động lắm. Nhưng ngay khi VIP xuất hiện trong hội trường, có vẻ như Cindy đã bị thay thế. Một phút cô gái hét lên với mình. Bây giờ thì thật ngọt ngào. May xứng đáng được ở trong bầu không khí êm đềm. Chỉ cần đạp chậm và thư giãn thôi. Và Michelle dường như sắp lập kỷ lục chạy vậy. Cô Cindy, em không thể chịu nổi nữa. Nhưng huấn luyện viên không thể giúp cô nàng ngay bây giờ. Có chuyện gì vậy? Tăng tốc lên, không vấn đề gì. Ồ không, chạy marathon này đến bao giờ chứ? Thật không công bằng mà. Ồ, chạy nhanh vậy chẳng có lợi gì cho mình cả. Và sẽ chẳng ai giúp đỡ. Mình đã làm gì để bị như này chứ? Đã đến giờ ăn rồi. Có bột yến mạch trong thực đơn hôm nay. Bạn không có quyền lựa chọn. Michelle sẽ không phàn nàn đâu. Bột yến mạch rất tốt cho sức khỏe phải không? Nhưng VIP có thực đơn rất là khác. Họ không được ăn bột yến mạch vô vị. Tại sao lại bất công như vậy? Cô sẽ ăn gì cho bữa trưa, cô Maeve? Để xem. Hôm nay nhà ăn sẽ làm mình ngạc nhiên với điều gì nhỉ? Mình muốn toàn bộ trang nhất và làm cho nó linh hoạt chút. Dịch vụ ở đây rất tuyệt vời. Đồ ăn giống như ở nhà hàng sang trọng vậy. Mình sẽ cho nơi này ít nhất 3 sao. Nhưng người ngoài cuộc không hiểu được đâu. Mình cũng có thể ăn món này được không? Hãy mời đi Michelle. Thứ duy nhất bạn nhận được là chiếc khay trống. Chuyến đi đến thẩm mỹ viện sẽ giải quyết tất cả các vấn đề của Michelle. Mình muốn làm bay hết mụn ngay lập tức. Người chăm sóc sắc đẹp phải có khả năng làm được điều đó. Hãy bắt đầu với miếng dán mắt nha. Xin lỗi, người làm đẹp có khách hàng khác. VIP cần được quan tâm nhất. Hôm nay cô bạn cần được chải lại mái tóc lộng lẫy của mình.
Còn Michelle thì sao? Cô gái cảm thấy nhàm chán trên ghế của mình. Nhưng bạn không thể vội vàng với mái tóc của mẹ. Và vấn đề của Michelle có thể chờ được. Mụn của cô nàng sẽ không trở nên tồi tệ hơn. Nhưng miếng dán lỗi này thực sự nên được gỡ bỏ từ lâu rồi. Quầng thâm dưới mắt thật là một cơn ác mộng mà. Phải làm gì bây giờ? Có lẽ ít nhất vài chiếc kính sẽ che giấu được mớ hỗn độn này. Thật là khoảnh khắc quan trọng. Đồng phục cổ động viên đang được phát. Và Maeve, như thường lệ, được đặc quyền. Mấy quả pom pom vàng thật dễ thương mà. Cho thấy cô bạn giàu có như thế nào. Có gì cho Michelle không nhỉ? Xin lỗi, bọn mình hết đồng phục rồi. Nhưng họ không thể làm buồn lòng cô gái tốt bụng này. Bọn mình tìm thấy cái này trong nhà kho nè. Nó đáng để thử. Nhưng tốt hơn hết, bạn nên bịt mũi lại. Michelle có vai trò quan trọng. Cô gái là linh vật của đội. Nhưng tại sao các cô nàng lại vẫy bóng pom pom mạnh vậy? Bạn không thể nhìn thấy cô nàng sau cùng. Và bộ trang phục bốc mùi hôi đến mức khiến anh ấy phát ốm luôn. Bây giờ cô bạn đang ngất xỉu. Michelle, bạn có sao không? Hôm nay May tốt bụng một cách đáng ngạc nhiên. Cô nàng bị sao vậy? Sao lại quyết định giúp một người bị ruồng bỏ chứ? May thậm chí còn đưa Michelle đến phòng nghỉ của mình. Bọn mình cần phải cởi bộ trang phục khủng khiếp này khỏi cô gái tội nghiệp. Đây, uống nước đi. Hãy bỏ cái này lên đầu nè. Nghỉ ngơi, đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Vâng, chắc chắn Michelle cần ngủ chút. Quả là một ngày khủng khiếp. Rốt cuộc thì Maeve cũng không tệ lắm. Sẽ thế nào nếu bọn mình trở thành bạn bè nhỉ? Bọn mình thậm chí có thể nhảy cùng nhau. Thật ngọt ngào phải không? Và bọn mình sẽ chụp rất nhiều ảnh selfie cùng nhau nữa. Và tất nhiên, hàng tuần sẽ tổ chức tiệc pyjama. Michelle sẽ nói cho Maeve biết mọi bí mật của bản thân. Họ sẽ trở thành bạn thân của nhau. Nhưng Maeve không muốn làm bạn với người bị ruồng bỏ. Chỉ ở đây chụp mấy bức ảnh vui nhộn thôi. Người thua cuộc này có thật sự tin rằng cô bạn là người tốt không? Ngây thơ quá đi. Và cho cả trường xem các tấm ảnh này nha. Hãy vạch trần cô nàng. Và Michelle vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ đẹp của mình. Maeve đâu rồi ta? Mình phải tìm cô ấy. Bây giờ bọn mình là những người bạn thân mà. Ồ, thật thất bại. Đây không phải là tình bạn nữa. Chỉ là trò đùa ác ý khác của Bip mà thôi. Mình đã mơ một giấc mơ. Dạy cho May một bài học thì sao nhỉ? Cả trường sẽ rất nhẹ nhõm đây. Hãy bắt đầu với điều dễ dàng. Sẽ phải thay thế biển báo nè. Thầy Adam, đây có phòng chờ của giáo viên. Thầy có muốn xem nó không? Tuyệt lắm. Có tivi, đồ ăn vặt, một chiếc ghế dài êm ái, thật hoàn hảo. Và hãy để các giáo viên khác cũng được hưởng sự thoải mái. Và có quầy bar mini nữa. Này, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Maeve sẽ không thành công. Không đời nào các giáo viên lại từ bỏ căn phòng bí mật ngay. Chính họ cũng thích ở đây. Nó giống như kỳ nghỉ trọn gói vậy. Các trò đùa ác độc nên bị trừng phạt. Thật tệ là Maeve đã quên mất điều này. Và bây giờ phải nói chuyện với hiệu trưởng. Không tốt khi làm vậy mà. Đây là giọt nước tràn ly. Bây giờ cô gái mất tất cả các đặc quyền của mình. Nhưng quan trọng nhất là bị đuổi khỏi đội cổ vũ. Tuy nhiên, cô bạn có cái này để thay thế. Không vui chút nào. Bây giờ Maeve sẽ cảm thấy trở thành người ngoài cuộc là như thế nào. Đúng là luật nhân quả mà. Bạn có thích video của bọn mình về VIP và người ngoài cuộc không nào? Bạn đã đứng về phía ai? Hãy cho biết trong phần bình luận nha. Và đừng quên like video này, đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo nè, để bạn không bỏ lỡ những bản phát thảo mới về trường học trên kênh Trâm Trâm Wow nha.